Chào các con, bài học hôm nay của các con là so sánh độ dài hai đối tượng. Bố mẹ hãy giúp cô chuẩn bị một số các đối tượng có độ dài bằng nhau, khác nhau như bút chì, thước và băng giấy để các con có thể học bài nhé. Trước khi vào bài học, chúng ta sẽ cùng tìm các đối tượng dài ngắn theo yêu cầu. Hãy tìm giúp cô chiếc gối ngắn hơn. Gối màu đỏ. Chính xác rồi. Chúng ta hãy nhìn và quan sát những chiếc cà vạt nhé. Hãy tìm giúp cô chiếc cà vạt dài hơn. Cà vạt đỏ, thật tuyệt vời. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với thắt lưng. Có thắt lưng đen và thắt lưng vàng. Hãy nói giúp cô thắt lưng nào dài hơn. Thắt lưng đen, thật tuyệt vời. Và cuối cùng, cô có hai chiếc khăn màu đỏ và chiếc khăn màu đen. Chiếc khăn nào ngắn hơn nhỉ? Chiếc khăn màu đen ạ. Đúng rồi. Xin chúc mừng tất cả các con. Chúng ta sẽ đến với bài học nhé. Ở đây, cô đã chuẩn bị hai băng giấy. Đó là băng giấy màu đỏ và băng giấy màu xanh. Vậy làm thế nào để biết hai băng giấy này có độ dài ngắn hơn, dài hơn hay bằng nhau nhỉ? Các con hãy cùng chú ý xem cô hướng dẫn nhé. Đầu tiên, cô sẽ đặt một băng giấy ngay ngắn. Cô sẽ lấy băng giấy màu đỏ đặt trước. Tiếp theo, cô sẽ lấy băng giấy màu xanh. Cô đặt băng giấy màu xanh làm sao cho một đầu của băng giấy màu xanh và một đầu của băng giấy màu đỏ phải trùng khít với nhau. Cô thấy trùng khít rồi. Sau đó, cô sẽ nhìn lại ở phía bên phải. Cô thấy băng giấy màu đỏ và băng giấy màu xanh đã trùng khít với nhau. Như vậy, cô có thể nói băng giấy màu đỏ bằng băng giấy màu xanh. Đây gọi là cách xếp cạnh. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách xếp chồng nhé. Cô cũng sẽ lấy băng giấy màu đỏ xếp trước. Sau đó, cô sẽ chồng băng giấy màu xanh lên phía trên. Sao cho một đầu bên trái trùng khít với nhau. Cô sẽ kiểm tra đầu còn lại. Băng giấy màu đỏ và màu xanh đã trùng khít với nhau. Như vậy, cô có thể nói băng giấy màu đỏ bằng băng giấy màu xanh. Hoặc cô có thể lấy băng giấy màu xanh xếp trước. Sau đó cô xếp chồng băng giấy màu đỏ lên phía trên. Cô cũng sẽ kiểm tra phần đầu của hai băng giấy thấy đã trùng nhau rồi. Kiểm tra đầu còn lại, băng giấy màu xanh và băng giấy màu đỏ đã trùng khít với nhau và cô có thể nói băng giấy màu xanh bằng băng giấy màu đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục so sánh độ dài của hai băng giấy màu xanh và màu tím nhé. Chúng ta sẽ so sánh độ dài hai đối tượng bằng cách xếp cạnh. Đầu tiên, cô sẽ đặt một băng giấy màu xanh trước. Tiếp theo, cô sẽ đặt băng giấy màu tím. Chúng ta kiểm tra xem phần đầu của hai băng giấy đã trùng với nhau chưa? À, chưa trùng nhau. Đúng không nào? Vậy thì cô sẽ phải giúp băng giấy màu tím trùng với một đầu của băng giấy màu xanh. Như thế này là chính xác rồi. Bây giờ cô sẽ nhìn về phía đầu kia của hai băng giấy. Cô phát hiện ra
bằng giấy màu xanh thừa ra một phần. Như vậy có thể nói băng giấy màu xanh dài hơn băng giấy màu tím. Cách thứ hai, cô sẽ so sánh độ dài của hai đối tượng bằng cách xếp chồng. Cô cũng lấy băng giấy màu xanh ra, sau đó cô xếp chồng băng giấy màu tím lên. Khi cô thấy hai đầu của băng giấy đã chung với nhau, như thế này là được. Cô sẽ nhìn lại đầu kia của hai băng giấy. Cô thấy thừa ra một phần của băng giấy xanh. Và chúng ta có thể nói băng giấy màu xanh dài hơn băng giấy màu tím. Băng giấy màu tím ngắn hơn băng giấy màu xanh. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành so sánh độ dài của các đối tượng khác nữa nhé. Ở đây cô đã chuẩn bị hai chiếc thước, một chiếc thước màu vàng và một chiếc thước màu trắng. Chúng ta sẽ cùng so sánh độ dài của hai chiếc thước nào. Cô đặt chiếc thước vàng trước, rồi đến chiếc thước màu trắng, sao cho một đầu của hai chiếc thước bằng nhau. Sau đó cô sẽ nhìn về phía cuối và phát hiện ra chiếc thước màu vàng thừa ra một đoạn. Vậy cô có thể nói rằng thước màu vàng dài hơn thước màu trắng, thước màu trắng ngắn hơn thước màu vàng. Tiếp theo cô có hai quyển truyện, không biết quyển truyện nào dài hơn nhỉ. Chúng ta hãy đặt một quyển truyện trước, sau đó tiếp theo đặt quyển truyện thứ hai, sao cho hai đầu của hai quyển truyện bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đầu còn lại và phát hiện ra quyển truyện 7 điều ước thừa ra một phần. Và chúng ta nói quyển truyện 7 điều ước dài hơn quyển truyện tấm cám, truyện tấm cám ngắn hơn truyện 7 điều ước. Chúng ta đo và so sánh độ dài của hai chiếc váy này nhé. Tương tự như vậy, các con hãy lấy một chiếc váy và đặt làm điểm đầu tiên. Sau đó, các con đặt chiếc váy thứ hai, giao cho một đầu của hai chiếc váy trùng khít với nhau. Bây giờ, chúng ta kiểm tra đầu còn lại. Và chúng ta thấy chiếc váy màu hồng thừa ra một đoạn. Vậy thì chúng ta sẽ nói váy màu hồng dài hơn váy màu đỏ, váy màu đỏ ngắn hơn váy màu hồng. Và tiếp theo các con sẽ đến với bài tập khoanh các con vật có đuôi ngắn hơn. Ở hàng thứ nhất, chúng ta có con hổ và con chuột túi kangaroo. Các con thấy con vật nào có đuôi ngắn hơn? Con hổ, đúng rồi. Ở hàng thứ hai, chúng ta có thỏ và có sóc. Con vật nào có đuôi ngắn hơn? Chính xác, đó là con thỏ. Tiếp theo, chúng ta có con chuột và con rùa. Con vật nào có đuôi ngắn hơn? Đúng rồi, đó là con rùa. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy đón xem video so sánh chiều cao hai đối tượng nhé.